Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phu âm theo thánh Luca. lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hễ ai xưng nhận thầy trước mặt người đời, thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của thiên chúa nhưng ai chối bỏ thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của thiên chúa và hễ kẻ nào nói phạm đến con người thì nó sẽ được tha nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến thánh thần thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao hay phải nói thế nào Vì trong giờ ấy thánh thần sẽ dạy các con phải nói thế nào đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô người khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta Chúng ta có thể tóm lại những ý chính như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy can đảm để trung thành làm chứng cho Chúa. Và khi trung thành như vậy, các môn đệ sẽ được Chúa Giêsu vinh danh trong nước trời ở giữa các thiên thần của Thiên Chúa. Điều thứ hai, Chúa Giêsu trấn an các môn đề trong việc làm chứng cho Chúa sẽ có thể bị bắt hại. Nhưng đừng sợ vì luôn có Chúa Thánh Thần ở bên và soi dẫn các tông đồ. Đồng thời Chúa Giêsu cũng cảnh báo cảnh báo cho những kẻ xúc phạm đến Thánh Thần thì tội ấy không được tha giờ đây trong những giây phút ngắn ngủi này tôi xin được cùng với ông bà anh chị em để chúng ta dừng lại xem thế nào là tội phạm đến thánh thần và rồi tội phạm đến thánh thần liên hệ gì giữa sứ mệnh của người tông đồ trong việc làm chứng cho Chúa ở trong đời sống của mình. Nguyên văn Chúa Giêsu nói với các tông đồ: "Hễ kẻ nào mà phạm đến con người thì nó sẽ được tha, nhưng kẻ nào phạm thượng đến Thánh thần thì nó sẽ không được tha." Chúng ta ghi nhận ở hai cụm từ con người và thánh thần đều được viết hoa. Điều đó ám chỉ con người là Chúa Giêsu, còn thánh thần là Chúa Thánh thần. Ở đây Chúa Giêsu phân biệt tội phạm đến con người, tức là con người Giêsu là thời kỳ Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng cho người Do Thái. Trước khi Chúa Giêsu đi vào cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại, thì đó, thì người ta khi được ăn năn khi ăn năn sám hối có thể được tha thứ. Còn tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức là thời kỳ của các tông đồ và giáo hội thi hành sứ mệnh qua việc hướng dẫn và thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Đây, đây là dịp cuối cùng để những người Do Thái có thể ăn năn trở lại. Nhưng nếu họ không nghe, không nghe theo ơn Chúa Thánh Thần sôi sáng và ơn thánh hóa uh, qua lời rao giảng của các tông đồ đó thì họ không còn một cái cơ hội nào để có thể được tha thứ vì ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu đã đến rồi. Bên cạnh đó, Chúa Thánh Thần còn là nguồn của bảy ơn sủng của Chúa là đứng đã đứng ban ơn để được tha tội qua công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy mà khi phạm đến Chúa Thánh Thần, nghĩa là khước từ chấp nhận ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần để đến với ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Hoặc nhiều khi tệ hơn, tệ hơn của sự khước từ đó là những sự xúc phạm và những lời lỗng ngôn đến Chúa Thánh Thần qua nhiều cách khác nhau, có thể như qua lời nói, qua báo chí, qua những câu chuyện khôi hài, châm biếm cách nào đó mà người ta dùng à, hoặc qua phim ảnh, qua truyền thông mọi cách thì làm sao có thể được ơn tha thứ. Thưa ông bà anh chị em, điều này cũng liên hệ với chúng ta ngày hôm nay ở trên thế giới. Trước đây thì người ta nói có năm châu bốn bể nhưng dần dà người ta khám phá ra thêm à, trên thế giới có sáu châu và năm biển và có hơn 5 tỷ rưỡi người sinh sống trên đó vì không phải ở nơi đâu ở vùng đất nào tin mừng cũng được rao giảng cho nên ở nơi nào không được ơn chúa thánh thần sôi sáng để biết chúa và giáo huấn của chúa thì sự chối bỏ của họ có thể được tha thứ ở còn những nơi hay những những ai đã được Chúa thánh thần soi sáng được ban sức mạnh để hiểu biết về giáo lý của Chúa và nhiệm vụ để sống đạo để xưng đạo để truyền đạo mà Chúa Giêsu đã dạy chúng con đừng sợ hãy mạnh dạn để làm chứng cho Chúa thế mà nhiều khi trong cuộc sống vì lý do có thể lý do xác thịt Hay là lý do trần gian nào đó Mà người ta cả lòng Để chối Chúa là Chối những giáo huấn của Chúa Thì không thể được tha thứ Sau cùng Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội Nơi các tông đồ và và mỗi người trong chúng ta Một cách hết sức gần gũi Để hướng dẫn và bảo vệ chúng ta trong khi thi hành bệnh lệnh của Chúa là loan báo tin mừng. Chúa Giêsu đã nói: "Anh em, anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều cần phải nói." Chúa Thánh Thần vẫn mãi là một Thiên Chúa khoan dung một thiên chúa nhân từ nhân hậu và là đấng bầu chữa chúng ta cho nên việc xúc phạm đến chúa thánh thần không được tha không phải vì chúa thánh thần không muốn tha thứ nhưng là vì thái độ của con người quay lưng khước từ chúa thánh thần khước từ sứ điệp khước từ tin mừng của chúa đến với chúng ta qua giáo hội qua những sứ giả của Chúa mang đến. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em, sứ điệp lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ ngày xưa và cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay hãy luôn can đảm và trung thành tuyên xưng danh Chúa và làm chứng rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là đấng cứu rỗi nhân loại trong đời sống đức tin và chứng nhân cho chúa và cũng như làm chứng cho tin mừng của chúa từ thời các tông đồ cho đến ngày hôm nay ở khắp nơi trên thế giới, thế, thế giới đều gặp phải những khó khăn những thử thách cách này cách khác nhưng không phải vì vậy mà chúng ta sợ hãi và nạn chi Chúa nói chúng con đừng sợ Vì vậy Chúng ta xin cho mỗi người Chúng ta hãy luôn nhớ rằng Anh em đừng phải lo bào chữa làm sao Hoặc phải nói gì Vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết Những điều cần phải nói Và niềm vui và phần thưởng lớn lao Cho những người đã sống mệnh lệnh Lệnh, trời, lệnh truyền của Chúa Giêsu đó chính là tên tuổi của chúng ta được ghi vào nước trời Mà Chúa Giêsu đã nói: "Hãy ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của thiên Chúa." Nguyện xin ân sủng và tình yêu của Chúa Thánh Thần luôn thôi thúc và sâu dẫn mọi người chúng ta trong sứ mệnh loan báo tin mừng của Chúa cho những anh chị em của chúng ta chưa biết Chúa và chưa biết tin mừng của Chúa. Amen.